Chuyên gia tiết lộ, cách ăn thịt thông minh không chỉ tăng cơ, giảm mỡ mà còn khỏe hơn. Có khá nhiều người đang nhịn ăn thịt vì sợ béo, nhưng chuyên gia cho rằng nếu ăn đúng cách, bạn có thể giảm cân, thon gọn và khỏe mạnh hơn. Hãy sớm tham khảo video của Biết Tuốt ngay sau đây. Video này được làm nên dựa trên bài viết của chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng, hướng dẫn về cách ăn thịt hợp lý, không những không lo bị tăng cân mà ngược lại còn có thể giúp tăng cơ giảm mỡ, cơ thể thon gọn và săn chắc hơn. Trong mắt của nhiều người, thịt là một trong những thực phẩm không được đụng đến trong quá trình giảm cân vì thịt sẽ đắp vào cơ thể một cách trực tiếp sau khi ăn. Trên thực tế, ăn thịt đúng cách cũng có thể khiến bạn gầy đi, còn với những người muốn giảm cân thì có thể ăn nhiều hơn bình thường một chút. Cũng cần lưu ý rằng, thịt được đề cập ở đây chính là thịt nạc, tức là loại thịt có hàm lượng mỡ dưới 10%. Ăn thịt nạc có thể giúp bạn giảm cân vì những lý do sau đây. Đầu tiên, thịt nạc có tác dụng thanh nhiệt và tiêu hao năng lượng. Tác dụng thanh nhiệt ở đây là chỉ việc năng lượng tiêu hao trong quá trình tiêu hóa, hấp thụ và vận chuyển trao đổi chất của thức ăn. Là một phần năng lượng tiêu hao liên quan mật thiết đến bữa ăn. Tạm hiểu là khi ăn cũng tốn năng lượng cho bản thân quá trình tiêu hóa thức ăn. Tạm hiểu là khi ăn cũng tốn năng lượng cho bản thân bởi vì quá trình tiêu hóa thức ăn trong suốt quá trình tiêu hóa của bữa ăn đó. Tác dụng tiêu hao năng lượng của thực phẩm rất khác nhau, tùy thuộc vào những gì bạn ăn. Trong số 3 chất dinh dưỡng tạo ra năng lượng chính thì protein có hiệu quả tiêu hao nhiệt lượng thực phẩm cao nhất, có thể đạt từ 20 đến 30% khả năng sản xuất của nó. Thứ hai là carbohydrate, chính là năng lượng để tiêu hao thực phẩm trong quá trình tiêu hóa, là 5% đến 10% khả năng cung cấp năng lượng của nó. Thứ ba là chất béo, có khả năng tiêu hao thấp nhất trong 5% khả năng cung cấp của nó. Do đó khi ăn thịt nạc, nhiều đạm thì ít béo, cơ thể con người cần phải trả một lượng năng lượng tiêu thụ đáng kể, dẫn đến giảm nhiều năng lượng được hấp thu vào trong thực tế. Hệ số sản xuất năng lượng của bản thân protein tuy thấp, nhưng cảm giác no lại tương đối cao, nên ăn thịt nạc có thể giúp giảm cân và giữ dáng do bản thân thực phẩm này giúp bạn duy trì cảm giác no lâu hơn. Thứ hai là hàm lượng protein cao trong thịt nạc giúp hình thành cơ bắp. Những người muốn tăng cơ bắp cần phải bổ sung nguồn thịt nạc vừa đủ. Protein liên quan trực tiếp đến khối lượng cơ thể. Nếu thiếu chất này trong thời gian dài, quá trình chuyển hóa protein trong cơ thể sẽ xuất hiện hiện tượng cân bằng nitơ âm. Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của con người giảm xuống đáng kể, hình thành vóc dáng dễ béo nhưng khó giảm cân. Tức là bạn sẽ khó giảm cân nếu ăn, và bạn sẽ béo hơn nếu ăn nhiều hơn. Vì vậy, việc bổ sung protein trong quá trình giảm cân là vô cùng quan trọng. Thứ ba, thịt nạc rất giàu vitamin và khoáng chất, giúp đốt cháy calo, lượng vitamin tiêu thụ sẽ tăng lên trong quá trình giảm cân. Đồng thời các khoáng chất cũng sẽ bị mất đi nên cần bổ sung thêm. Ví dụ, nếu không có vitamin B1, dù sau khi ăn nhiều bữa, con người vẫn cảm thấy uể oải, thậm chí không thể phân hủy được lượng glucose hấp thụ, chứ chưa nói đến việc phân hủy chất béo trong cơ thể. Và các loại thịt có hàm lượng chất béo dưới 10%, bao gồm thịt lợn thăn, thịt bò nạc, ức gà, hầu hết các loại cá và tôm, chúng là lựa chọn hàng đầu để giảm cân. Ngoài ra bạn cũng cần chú ý khi nấu ăn, cố gắng sử dụng các phương pháp nấu ăn ít dầu như hấp, luộc hay hầm. Về lượng thực phẩm nên ăn, trong tài liệu hướng dẫn chế độ ăn uống cho cư dân vào năm 2016 khuyến nghị rằng một người trưởng thành trung bình nên ăn từ 40 đến 75 gram thịt gia súc và gia cầm, cá, tôm và thủy hải sản mỗi ngày. Chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe và nhớ chia sẻ thông tin này cho bạn bè và người thân của mình cùng biết.